ngoài sân Sài Gòn là buổi sáng là cũng chuẩn bị cái lễ cúng cũng rất là chu đáo nha. Hôm qua thì chị Loan, nhà Má Tư, Phúc Thanh, rồi chị Bình Tinh, anh Vũ Luân, anh Nguyên Vũ, chị Ni, anh Sang, một số anh chị em trong team ha, đã có một cái buổi họp. Và hôm nay thấy chị Loan cũng khá là vui vẻ rồi cả nhà. Cái tim vui nữa ha, biết hôm nay là mình Loan rồi mọi người có tổ chức lễ sinh nhật hay không, nhưng mà hôm qua được cái là tìm thấy có vẻ đăng lên mạng trang cá nhân Facebook của chị Loan là khá là vui vẻ hòa thuận nữa ha. Có vẻ sau những cái chia sẻ livestream phát ngôn của anh Vũ Luân thì hôm qua team và Má Tư Phúc Thanh cũng đã đứng ra giải quyết xong những cái mâu thuẫn khúc mắc giữa chị Ni và anh Hai Vũ Luân ha. Hôm qua thì không thấy hai dáng của bông hậu ha, có tất cả mọi người, nhưng mà mọi người nói là như thiếu chị Mai Ca đó. Chị Bình Tân là người đến sau ha, do chị Bình Tân bận diễn show đi ra về thì ra thị trường về đi diễn sau đó, mình đỡ mình trễ hơn 11 giờ mới tới. Hôm qua là cái buổi họp cũng khá là trễ. Qua là 12 đêm chúng ta mới về đến nhà. Bây giờ sau cái lễ cúng xong thì chị Loan tiếp tục vào cái công việc của mình, đó là chốt đơn bán hàng ha. Hôm qua thì Má Tư cũng đã đến đây để thay cái bàn thờ. Sáng nay chị Loan cũng có cái lễ vật cúng thần tài thổ địa. Nhiều cô chú anh chị khán giả cũng góp ý là chị Loan nên có những cái lễ cúng ha. Chị Loan ơi, uống cà phê chưa? Không bao giờ thiếu được. Uống trà sữa không chị? Chị Lan gửi rất là tươi ha. Chị Lan chia sẻ là bạn ngày chị đã uống tới ba bữa cà phê là sáng trưa tối. Sáng thì ăn sáng ha, bữa cà phê là bữa trưa là ăn. Chốt hàng nha các nhà.
sáng thì chị Loan cũng bán hàng, cũng đang xuất hàng liên tục với nhà. Đây thì mới sáng thì chị cũng cúng kiến nha cả nhà, cũng thành tài đó để sáng đây. Hôm qua thì má Tư cũng đem cái thần tài đó để đến đó. Sáng thì chị Loan cúng kiến không. Đây thì mới sáng thì chị Loan cũng đang chốt hàng như thế nha. Thì sau cơn mưa trời lại sáng nha cả nhà. Thì sau cơn mưa trời lại sáng, bây giờ chị Hồng Loan cũng vui tươi vui cười trở lại rồi nha cả nhà. Trước ngày